Như Huỳnh mến chào cả nhà khách thân mến. Thì cái lô hàng hôm trước là Huỳnh đã giao hết rồi ha. À, và anh khách rất là ưng ý luôn, nên là hôm nay thì đặt thêm một số lượng rất là lớn luôn nha cả nhà. Và khách hàng thích cái lô mai này rất là nhiều. Đây là mai dảo Thủ Đức liền cốt gần 3 mùa nha cả nhà. Cả nhà thấy nè, cái gốc của nó ha, củ nở nè, rất là to. Và đây là hình con ốc nè. Đó, có những cái kiểu như thế này nha cả nhà. Tàn thì tròn ha, kính tàn nha, cái này là lấy bo được luôn nha cả nhà. Cao tầm khoảng cỡ 35 cho đến là 40 cm nha cả nhà. Đây cả nhà thấy nè. Đó, cây rất là khỏe luôn, rễ quái nè cả nhà. Rễ cực quái luôn. Và rồi thì số lượng của em là có khoảng 500 cây trở lên nha cả nhà. Nên là cả nhà mình nếu thích là cứ alo cho em nha. Cái lô hàng này 150 một cây nha cả nhà. 150 một cây. Em Huỳnh sẽ ship từ 3 cây, bao phí vận chuyển từ 3 cây nha cả nhà, và 10 cây em sẽ tặng một. Và rồi thì để cho cả nhà mình lần lượt xem ha, các cái bộ rễ khác nữa nha cả nhà. Đó, cây này, đây, đó, một số cây nè. Trời ơi, quái ghê luôn nè cả nhà, cái lô này cực kỳ đẹp. Và đây, dựng cái ngọn lên nè cả nhà, dựng cái ngọn giữa lên ha. Đó, rồi. Đẹp lắm nha cả nhà. Gốc rất là quái. À, tàn nè. Tàn là nó ra chi nhánh nó đều nha cả nhà. Cái gốc nó rất là to luôn. Cái này mình trồng mình đắp mô hay là mình trồng chậu gì rất là đẹp nha cả nhà. À. Rồi. Thì nếu như mà mùa mưa như thế này cả nhà thì chúng ta xịt châm bông để dưỡng cho lá ha. Còn nếu như mình có thể là tưới dưỡng rễ. À, Huỳnh thì Huỳnh thấy là khách hàng của em á là chọn cái hình thức là đắp mô rồi trồng á, mà những cây này thì nó đã liền cốt rồi nên thành ra là cây nó rất là khỏe cả nhà, cứng cáp. Cành nhánh thì em thấy là nó tàn tròn rồi đó, nó kín tàn. Chiều cao từ 35 đến 45 cm nha cả nhà. Và đây cả nhà. Đó. Có một số cây á, là nó cũng cao. Nó cao hơn 40 cm luôn á cả nhà. À, cây này rất quái ghê chưa. Và rồi thì số lượng này là cây nào nó cũng đều đều như vậy nha cả nhà. Đó, nó đều đều nè. Cỡ mấy cái ngón tay của Quỳnh nha. Và đây cả nhà ơi, em chuẩn bị để mà ngày mai em ship cho khách nè. Tại vì bữa nay là chiều trời mưa nên là em không có ship được ha. Đây cả nhà, đẹp lắm nha, nói chung là nó rất là đẹp. Rồi, 150 một cây nha cả nhà. Và ai lấy 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển ha. 10 cây thì em sẽ tặng một cây. Và 100 nếu như cả nhà mình lấy số lượng nhiều á thì em tặng nhiều hơn tí nữa nha cả nhà. Rồi, 3 cây bao ship ha, 10 cây em tặng một. Rồi bên đây là cái lô này là lô Phú Tân nha cả nhà. Lô Phú Tân này cũng gần 3 mùa luôn ha. Và cái tàn nó cũng tròn nè. Nói chung là quái không nha cả nhà. Củ nó nở nè. Đó, cái chọt của nó bằng mấy cái ngón tay của Quỳnh á. Các cái kiểu á, các cái cỡ cả nhà. Tàn tròn hết rồi. 175.000 một cây nha cả nhà. Phú Tân thì loại này giống này nó chịu lạnh tốt. À, đây về mình cũng có thể để lấy bo được ha. Phú Tân thì 175.000 một cây, 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển, và 10 cây thì em sẽ tặng một cây nha cả nhà. Đó. Rồi đây cả nhà nhìn cái gốc của nó nè. Và đây số hàng lượng hàng này thì ngày mai á, Huỳnh sẽ giao cho khách nha. Đó. Gốc rất là đẹp, tàn tròn ha. Nếu như cả nhà mình thích thì alo cho em nha. Và liên hệ với em qua số điện thoại là 0949 234525 nha cả nhà. Rồi, em Huỳnh mến chào cả nhà nha. Và hẹn gặp lại. Cả nhà mình thích thì alo cho Huỳnh cái lô hàng này nha cả nhà. Bởi vì nó rất là đẹp nè, củ của nó nè. Liền cốt 100% luôn. Cái thân giữa nó to nha cả nhà. Đó. Đây rễ nè cả nhà. À, có một anh khách của Quỳnh á,
ảnh sợ hết cái lô hàng này nên là đặt cọc luôn. Đặt cọc 10 cây cả nhà. Thì qua cái lô này thì Quỳnh thấy là nó đạt lắm cả nhà. Cái góc nó rất là đều. Góc nào cũng rất là đẹp luôn. Rồi, ai yêu thích thì alo cho em nha. Em Quỳnh mến chào và hẹn gặp lại.